Lại với kênh mua bán ô tô của Vũ Duy Ô Tô. Thưa các bác, hôm nay thì bên em Vũ Duy Ô Tô lại tiếp tục về cửa hàng một mẫu xe rất là đẹp luôn, thương hiệu đến từ Nhật Bản, sản xuất năm 2016. Vâng, Mazda BT50, một dòng xe thể thao bán tải rất là đẹp. Và chiếc xe mang biển số thì nói thông chung các bác là quá là tuyệt vời, 15C21688. Cái biển này thì chắc chắn là cũng mất khá là nhiều tiền mới được cái biển này rồi. Một mẫu xe bán tải gầm cao với động cơ máy dầu nhỏ nha các bác nhá. Động cơ máy dầu 2.2, mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng tầm 6 lít rưỡi dầu trên 100 km. Và khi mà các bác tính ra thì số tiền các bác bỏ ra chỉ là 1.000 đồng trên 1 km thôi ạ. Vâng, động cơ 2.2 số tự động mà con này lại là một cầu. Thế nên là rất thích hợp cho bác nào mà hay chạy ở trong thành phố, cần gọi là form dáng đẹp, giá rẻ thì đây là một chiếc xe tuyệt vời cho các bác. 2016 các bác nhá. Vâng, BT50 2016. Xe đến nay được hơn 6 năm rồi. Và bên Vũ Duy Ô Tô đang bán chiếc xe này với cái giá vô cùng tuyệt vời. Những ai quan tâm đến mẫu xe này thì hãy đến ngay Vũ Duy Ô Tô ạ. Vâng, một con xe vừa về trong buổi gần như là cận Tết rồi. Bên em thực sự là đến thời điểm này là em không còn bán xe nữa rồi. Nhưng mà bác nào quan tâm và bác nào cần mua những chiếc xe mà để đi Tết thì bên em sẵn sàng giao cho các bác khắp tỉnh luôn nhá. Các bác thoải mái luôn, chỉ cần alo nhấc máy lên cọc tiền xong em chuyển xe đến tận nhà cho các bác luôn. Một dòng xe gầm cao máy thoáng, riêng con này thì có thể lội nước khoảng tầm 80mm thoải mái luôn, 80cm đấy ạ. Vâng. Cảm biến sau xe, bản hệ thống điều hòa rất là xịn sò luôn. Và đặc biệt con này có nắp thùng nổi full bốc. Vâng, em sẽ mở cái nắp thùng. Ui giời, cái nắp con này thì phải nói là hơi nặng một chút. Đây các bác này, đấy, thùng của con này thì trước người ta cũng có chở đồ, chở đạc rất là nhiều. Thế nên là cũng chảy xước linh tinh cả. Thế nhưng mà được cái là trông nó vẫn còn luột, mà thực sự là luột. Và con này thiếu cái răng trống, cái ti thủy lực trống. Cái này thì cũng là một nhược điểm của chiếc xe này. Tuy nhiên là bác nào mà mua về thì cũng mời các bác là có thể là một là các bác độ lên. Bên em thì có sao bán vậy thôi. Cái này là nắp thùng của Ranger đấy các bác ạ. Vâng, Mazda BT50 màu nâu cà phê đậm đẹp. Phải nói là một chiếc xe chất. Vâng. Đúng là lâu lắm rồi em mới thấy được một con xe biển Hải Phòng mà được chất như thế này. Cái thứ nhất nó có lợi thế đó là số tự động. Cái thứ hai là chỉ động cơ có 2.2 thôi, một cầu. Thế là giá thành vô cùng rẻ. 2016 nhập Thái nhưng các bác mua với cái đầu chỉ có 400 các bác nhá. Đầu giá 400, còn lâu mới biết 500 là gì. Vâng, một chiếc Mazda BT50, động cơ máy dầu, xe rất là đẹp luôn. Một mẫu bán tải được rất nhiều người ưa chuộng. Và dòng Mazda BT50 thì bên nhà em có khoảng tầm chục con, tha hồ cho bác chọn luôn. Vâng, các bác có thể chọn thoải mái những mẫu xe như thế này. Vừa bền, vừa lành, vừa tiết kiệm nhiên liệu, vừa khỏe, vừa chắc. Vâng, các bác nhìn này, hệ thống đèn của chiếc xe thì là đèn zin, bầu đèn nét sáng, không hề có các cái vẩn đục, không hề có các cái rạn nứt nha các bác nhá. Vâng, hệ thống đèn bên tai cũng như là bên phụ và đèn định vị đó các bác ạ, pha phích các thứ đầy đủ. Đèn gầm cao và cản trước thì không có vết chảy xước gì cả. Đấy, các bác nhìn ạ. Vâng, đồng đều, sơn si sạch sẽ. Xe này thì không có đâm va tai nạn nên các bác yên tâm nhá. Hệ thống gương chiếu hậu của chiếc xe thì có thêm cả gương cầu lồi to, bầu gương rất là to luôn, khả năng quan sát rất dễ dàng, thêm gương cầu lồi tăng khả năng quan sát cho các bác. Và có nẹp chrome chống mất trộm. Đấy, rất là quan tâm. Và bên này thì có xi nhan kết hợp trên tai gương, vì dòng này gương nó to nên là khi các bác sử dụng gương to như thế này thì cái xi nhan nó nằm ở ngoài này thì nó sẽ căn được luôn cho cái khoảng cách cho các bác với những cái khoảng không gian chật hẹp. Hệ thống lốp của chiếc xe thì là sử dụng 4 quả lốp Duro Bridgestone. Vâng, lốp dày, khỏe. Và đây đều là lốp 2016 zin một phát từ nhà sản xuất luôn. Các bác nhìn này, lốp của nó cũng đã theo 5 tháng thời gian rồi. Tuy nhiên chất lốp như thế này thoải mái cho các bác luôn ạ. Cua lốp đẹp, sạch sẽ, này, không lỗi lầm nhá. Vâng, và những bác nào mà quan tâm đến mẫu xe đẹp, ngon lành, cành đào mà không chói lóa này, hãy điện ngay cho em. Đấy, bậc sàn chế này, các bác nhìn này, ốp thêm vào, chắc chắn vô cùng luôn. Em đạp chỉ có rung cả xe thôi. Nói chung là chả kiếm đâu ra được một con xe thứ hai thời điểm này đâu ạ. Thực sự với cái màu nâu cà phê là một màu rất là sang trọng, lịch lãm. Và cái màu này thì mua đắt hơn tất cả các cái màu khác còn lại như các bác nhá. À vâng, màu độc, màu hiếm, bao giờ nó cũng có cái giá trị của nó căng đòn luôn. Thế còn con này thì lăn bánh được 14 vạn này. 14 vạn, một cầu. Thì cũng là một cái mức
lăn bánh khá là tốt. Tuy nhiên là các bác, nhiều bác thì nghi ngờ bảo ô thế thì tôi hỏi là cái con này thì nó còn zin, nó còn nguyên lốp, dàn lốp của nó còn nguyên không, thì em khẳng định các bác là còn nguyên dàn lốp luôn nhá. 2016 cực đẹp. Và chủ cũ nói thật là không hiểu thế nào mà bác ấy lại bị sale ở bên hãng ấy. Người ta bảo là làm trần thế này cho nó sạch, thế là bác ấy chơi luôn quả là trần này, mất luôn cả nỉ. Nhưng nói thật các bác là như thế này thì nó sạch sẽ và trông nó sang trọng lịch lãm hơn. Có mỗi bộ ghế của cái con này này, thì em cũng bảo luôn các bác là bộ ghế này thì cái da này nó không thực sự là da đẹp, sờ thì nó vẫn có cái cảm giác cứng cứng một chút. Tuy nhiên là da thì rất là mềm đấy, không phải da đẹp, nhưng mà cái sờ cái da này là các bác biết rằng là da như thế này ngồi các bác rất là thoải mái. Nhưng mà em khuyên các bác nhá, khuyến cáo các bác nhá, là nếu các bác mua ngồi những cái loại này thì bác lên làm một cái đệm ở đây và để cho nó có cái khoảng thoáng lưng ấy, khi mà ngồi lâu những cái chuyến xe đường trường ấy thì các bác sẽ thoải mái và không bị gò bó bí lưng. Đấy, cái đấy cũng là một cái kinh nghiệm mà bên em thường xuyên chia sẻ. Đấy, ui xời, đóng cửa này. Ấy, gõ này. Ấy, em hỏi các bác cứ làm gì có con nào mà gõ nó bong bong này đâu. Còn chưa biết quẹt là gì, sơn zin nhá. Vâng, sơn zin từ nhà sản xuất, bóng mà xoay gương được luôn nhá. Đấy, các bác nhìn này, xoay luôn được cả con vàng ở bên kia luôn. Đấy, độ bóng cao. Đấy, chất sơn zin thì bao giờ cảm giác sờ sơn nó cũng rất là đẹp luôn. Vâng, kể cả như anh mobile sơn đây. Đấy, úi giời. Thế còn hệ thống kính cửa điện của con này thì là 4 cánh các bác nhá. Tất cả cửa điện, kính điện, các thứ của xe thì hoạt động hoàn toàn bình thường. Nội thất bên trong rộng rãi vô cùng. Gầm cao máy khỏe. Con này thì đảm bảo cho các bác là không có đâm đụng ngập nước nhá. Bao cam kết cho các bác test hãng thoải mái cho các bác luôn. Và đang có mặt tại Phú Duy Auto với chương trình này. Bác nào mua xe em tặng pháo. Vâng, mua xe tặng pháo luôn. Mặc dù không có pháo hiện nay, nhưng các bác chỉ cần mua, các bác ho một phát cái em báo cả thùng luôn cho các bác luôn. Một chiếc xe đẹp mà lại tặng pháo. Vâng, rất là đẹp luôn. Vâng, những ai quan tâm đến mẫu xe này hãy điện thoại ngay cho Vũ Duy Auto, nhấc máy lên. Vâng, vừa dinh được xe về nhà, vừa có pháo để đốt trong mùa Tết này. Vâng, cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi chia sẻ em Vũ Duy Auto. Con này em không cần chi tiết nhiều, em chỉ cần nói vậy thôi. Còn nếu các bác đến xem xe, bao test thoải mái cho các bác luôn. Vâng, cảm ơn, xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Và chúc các bác tìm cho mình được những chiếc xe yêu thương. Video này em hơi rung một chút vì là nó không có gimbal chống rung. Tuy nhiên là các bác mà theo dõi rồi thì các bác cũng thông cảm cho em thực sự. Vâng, cảm ơn các bác, xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo trong đầu xuân năm mới này. Chúc các bác có một cái xuân thật là vui vẻ. À quên, nổ máy, treo lên nổ máy. Vâng, nổ máy và đánh võng một vòng cho nó hoành tráng nào. Đấy, máy rất là êm nhá, rất là ngon. Đúng là gặp phải Mike Tyson. Đấy các bác ạ, xe ngon chạy cứ ầm ầm. Mà đặc biệt là cái chỗ này nó lại rất là rộng, thoải mái cho đánh cua. Quá là đẹp cho một chiếc xe tuyệt vời. Vâng, chất xe nhìn đủ hiểu các bác nhá. Zin cả xe, bao cam kết không đâm đụng, không ngập nước, máy số còn zin nguyên. Em không quay khoang máy nữa. Bác nào quan tâm mời các bác đến cửa hàng xem xe và trải nghiệm. Đấy, cái loại này nói thật các bác, riêng dòng BT nhá, độ vọt của nó cực cao luôn. Các bác cứ thử, những ai đã đi rồi sẽ biết. Riêng những bản 3.2 nhá, em có cảm giác gần như là đạp dính lưng luôn vào ghế luôn ạ. Vâng, rất là tuyệt vời. Xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại các bác.